Rồi bắt đầu. Cái bạn. Cái các bạn. Bèo. Wasabi. Wasabi. Hôm nay mình sẽ ăn cốc với lại wasabi. Ừ. Để thử gửi coi. À, thử gửi coi. Được. Các bạn hứa gửi đi. Ghê lắm. Dốt thử gửi dốt. Wow, quá đẹp thơm, quá thơm, quá thơm mọi người à. Hưng Hưng Thanos sẽ vượt qua thử thách. Chấm chưa? Chấm chưa? Chấm chưa? Chấm chấm với wasabi chưa? Các bạn chưa? Giờ mới có thể hiện. Giờ ăn cơm này sẽ vô ba con. Ly cà phê. Rồi, ly cà phê. Đây nè, mình chấm vô nha. Ăn trước, tép cái muối trước. Tép muối trước. Do mà ngồi 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 xích ra tí vô hình đó mới đẹp. Đâu rồi chương trình wasabi bắt đầu. Đâu xin cho mọi người xem. Con mình nhả thì cho mọi người xem wasabi chép vô nè. Xíu ơi. Chắc chơi đó. Rồi. Điên rồi. Yeah. Rồi ok. Sáng nay ăn xong ăn khấu này sáng nay bao ly nước nha. Ừ. Mình sẽ đi uống cà phê Jenna nha. Lúc nào à? Bây giờ luôn đi. Bây giờ không hả? Mà trời mưa mà. Trời mưa đi xe hơi. Bỏ nhiều lên, bỏ nhiều wasabi vô. Không dám, bữa ăn. Ấy chơi mà bây giờ vượt qua thử thách mà làm anh em mất mặt. Mười nha các bạn. Chan 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 chan. Chan chan chan. Cơ bản thì cậu có này à, bữa nào lên thử nha. Ngon lắm, hồi bữa mình ăn là hồi nãy bạn đó mới ăn á. Đâu cho mọi người xem. Vậy wasabi rồi, chứ hồi ăn không nổi luôn. Như vậy là cũng xét đánh này nha mọi người. Bằng đó wasabi này cũng dữ dằn nữa. Quá đã, quá đã. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Lại hả? Chưa sẵn sàng đúng không? Chưa sẵn sàng. Có bộ lấy được một. Lấy một ly. Lấy một ly cà phê của Dốt hơi khó. Cố gắng lên nha, tinh thần sẵn sàng nha. Dâu Hà ơi. Rồi, Hưng Thanos sẽ bắt đầu lại nha mọi người. Nãy chưa ít thôi anh Hưng, ít thôi. Ít làm sao mà chắc chơi được. À, sẽ quay cận. Hơn hồi nãy nè. Quay cận. Rồi, con lấy cho ta đi, lấy cho. Đừng có chạy đi nha. Gia Hân với Gia Hòa chuẩn bị ôm Hân lại. Không dùng nước. Chuẩn bị ôm. Để đứa đây con ăn xong uống. Không, ôm anh lại để cho anh. Không cho em đừng có ôm, tội nghiệp anh Hân. Rồi 1 2 3. Ok nha. Uống nè. Các bạn nha. Rồi ok. 1 2 3, đây là màn khó nhất YouTube năm nay. 1 2 3. Rồi ôm Hân lại nhanh lên. Không được chạy nghe chưa, không được chạy. Bình tĩnh, không được chạy. Anh Hưng em lấy cho, lấy nước cho. Sao, đã chưa? Bình tĩnh, không được chạy. Ý, bình tĩnh. Cố đi, cố lại, đúng rồi, mình sẽ vượt qua thử thách. Đúng rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Anh Hưng nhìn nè. Rồi, Hưng thành đó. Rồi, được rồi, vượt qua thử thách rồi. Hưng thà nót quá dữ. Không được đi vô nhà vệ sinh. Đi vô nhà vệ sinh là không được đi uống nước uống cà phê đâu đó. Rồi Hưng thà nót đã thất bại rồi các bạn à. Cay quá. Không vượt qua thử thách được mọi người ơi. Rồi à. Gơ với Ly hãy tập luyện nha. Lên đây giờ Út sẽ cho vượt qua thử thách. Bye bye.